Chào mọi người, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ba tổ hợp để múa bài mùa thu nhớ bác. Bài này mình còn một phiên bản quạt nữa, mời mọi người tham khảo nhé. Tất cả những đường liên liên quan từ tập chậm cho đến múa cùng hướng, mình đều để dưới phần mô tả, nhấp vào chữ V dưới video là có. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 10 nhịp dạo nhạc đầu. Dạo nhạc ở giữa mình sẽ để ở cuối video nha. 2, 3, 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 như thế nha. Chúng ta tập chậm hai lần luôn nhé. Rồi. Chúng ta đi 5 nhịp hình quả trám nhé. Chân phải. 1 2 3 4 5 Tiếp tục 6 7 8 Bung tay ra 9 10 Như thế Ta tập lại

Bây giờ chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 1. Mọi người lưu ý là ba tổ hợp này rất là dài nha. Cho nên là chúng ta hãy tập từng động tác, từng động tác. Sau đó chúng ta sẽ ráp chậm lại ở cuối mỗi tổ hợp nha. Do cái lời hát thôi, chứ không phải là do mình biên đạo đâu ha. Rồi, tổ hợp số 1 bao gồm 6 câu nha. Rồi, 2, 3, 1, 2 3 4 5 2 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 3 4 5 6 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 8 6 2 3 4 5 6 7 8 9 Rồi ta tập nhé. 6 câu nha mọi người. Chúng ta sẽ đi câu 5 9 trước nha. Với tư thế như thế này. Rồi, 2 3 1 3 4 5 Tiếp tục 2 2 3 4 Trong phải đi hình quả trám 5 6 7 8 chín ta đi lại với tư thế như thế này hai ba một hai ba bốn năm hai hai ba 4 nhân phải 5 6 7 8 9. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đi tiếp câu 3 và câu 4 nhé. 6 nhịp và 8 nhịp. Nhân phải. Chúng ta sẽ lật cái tay. Đó, hai cái tay chúng ta này chúng ta sẽ lật úp, sau đó lật ngửa nha mọi người nhớ nha, lật úp sau đó sẽ lật ngửa ha. Rồi, đi câu 3 4 nha. Chân phải. 3 2 3 Tiếp tục chân trái. 4 5 6 Chân phải. 4 2 3 chân trái 4 5 6 Bung tay lên 7 8 Như thế nha Chúng ta đi câu 3, 4 nha 6, 8 nha Chân phải 3 2 3 Chân trái 4 5 6 chân phải 4 2 3 chân trái 4 5 6 7 8 Rồi như thế nha. Sau đó chúng ta sẽ đi tiếp hai câu nữa là câu 5-6 nha, 8 nhịp, 9 nhịp. Về chân thì tiến lên rồi lùi, còn về tay thì giống nhau nha, chỉ là 8 nhịp, 9 nhịp thôi. ha à, Rồi, câu 5-6 nha, chân phải, 5, 2, rồi đưa tay xuống cổ nè, 3, rồi đưa tay xuống ngực nè, 4, tiếp tục, 5 6 7 8 Như thế nha Sau đó chúng ta sẽ lùi chân phải xuống Đi giống y như vậy luôn về tay Nha Tiếp tục 6 2 3 4 5 6 7 Bảy Tám Chín Như thế là hết nha Đó Câu năm sáu là chúng ta đi cái chân á Thì tiến lên rồi lùi xuống Còn cái tay thì hoàn toàn giống nhau nha Ta đi lại câu năm sáu nè Hai Ba chân phải Năm Hai Ba Bốn Năm 6 7 8 Lùi 6 2 3 4 5 6 7 8 9 Rồi như thế nhé Ta đi lại hai câu này nè Hơi khó ha Rồi 2 3 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 9 rồi như vậy nha. Về múa quạt đó nha thì chúng ta sẽ đưa quạt theo cái kiểu là tay của chúng ta giống y chang như vậy luôn. À mình đã có cái động tác tập chậm ngược hướng lại để cho mọi người dễ hiểu ha. Động tác quạt cũng tương tự luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập chậm hết tổ hợp này nhé. Với tư thế như thế này

7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 9 như thế nha. Chúng ta hãy tua đi tua lại tổ hợp này, chúng ta tập nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 2 bao gồm 6 câu nha. Cũng cũng khá là đơn giản chứ không có gì đâu. Và mọi người để ý cho thật kỹ nha. Tại vì tổ hợp số 2 sẽ đối lại với tổ hợp số 3 đó. Cho nên là chúng ta hãy tập cho ok cái tổ hợp này là tổ hợp sau dễ thôi nha. Rồi 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 như thế nha. Sau đó chúng ta bỏ tay xuống ha. À, tiếp tục. 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 5 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 2, 3 Như thế nha Rồi chúng ta đi nhé Rồi chúng ta sẽ đi câu 2, 3, 4 nha ba câu này là giống nhau À Ở cái câu cuối thì chúng ta sẽ Đưa chân phải về Rồi bung tay ra thế thôi nha Rồi với tư thế như thế này nè Đó Rồi 2, 3 2 2 ba bốn ba hai ba bốn bốn hai ba bốn buông tay phải ra năm đó như thế nha đó là câu gì à đó là câu hai ba bốn nha chúng ta đi lại câu hai ba bốn nè hai ba hai hai ba bốn ba hai ba bốn 4, hai ba bốn bung tay ra năm đó như thế nha rồi ha sau đó chúng ta sẽ đi tiếp một câu 10 nữa rồi sau đó chúng ta sẽ đi ba nhịp múa tay như thế này nữa là được nha. Chân trái ở bên trái nè. 5 2 3 4 5 Tiếp tục. 6 bảy 8 9 10 6 2 3 như thế nha, chúng ta đi lại. 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 2 3 Như thế nha Chúng ta làm quen rồi Bây giờ chúng ta sẽ Nối hết lại thành tổ hợp số 2 luôn Và tập chậm nha mọi người Rồi Chúng ta sẽ đi Vòng tròn bên phải bằng chân phải. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, bỏ tay xuống. Chân phải sang. 2 2 3 bốn, ba, hai, ba, bốn, bốn, hai, ba, bốn, bùng tay ra, năm, chân trái, năm, hai, ba, bốn, 5 6 7 8 9 10 6 2 3 Ta đi lại Với tư thế như thế này Rồi Chân vải tròn 1 2 3 4 5

hai ba rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 3 là đối lại với tổ hợp số 2 nha mình sẽ không có múa mẫu nữa à chúng ta sẽ tập luôn nhé rồi hồi nãy nha là chúng ta đã đi cái chân phải tròn phải tám nhịp rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ngược lại hết là chân trái tròn tám nhịp nha rồi, tay phải bỏ ra sau nè. Chân trái tay trái. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bỏ tay xuống. Ta đi lại. Chân trái tay trái. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bỏ tay xuống. Rồi, sau đó cái tay trái chúng ta bỏ lên như thế này, chân trái ở bên trái. Rồi. Hai Hai 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 Bùm tay trái ra. 5 Đó, như thế. Ba câu này giống nhau nha. Giống y như là câu 2 3 4 của tổ hợp số 2 vậy đó ha. Ta đi lại. đưa tay trái lên hai ba chân trái hai hai ba bốn ba hai ba bốn bốn hai ba bốn năm như thế nha rồi, sau đó chúng ta sẽ đi tiếp một câu 10 nhịp nữa, bằng chân phải ở bên phải nha, đối lại câu 10 nhịp nha. 2 3 chân phải. 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 như thế. Tổ hợp số 3 là chúng ta 10 nhịp cuối cùng thôi chứ chúng ta không có làm như thế này nữa ha, à, không làm như vậy nữa nha. Đó, mọi người hình dung được không nè? Tất cả đều đối lại với tổ hợp số 2, nhớ nha. Rồi giờ chúng ta sẽ tập chậm hai lần tổ hợp này nhé. Với tư thế như thế này. Rồi Chân trái tay trái. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bỏ tay xuống. Chân trái. 2 2 3 4 3

4 5 6 7 8 9 10 như thế nha, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ba câu nhạc 4 là đi hình quả trám. Cái giao nhạc ở đoạn giữa đó nha. Rồi, chúng ta đi luôn nhé, rất là dễ. 2 ba chân phải

4 2 2 3 4 3 2 3 4 5 như thế. Đừng quên đăng ký kênh bật biểu tượng chuông và nhấn like để ủng hộ cho mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người.